Xin chào các bác nông dân, hôm nay tôi muốn giới thiệu một giải pháp hữu hiệu để bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh, đó chính là Vallejo 200SC. Vallejo 200SC là loại thuốc trừ sâu chuyên trị sâu cuốn lá, sâu kẹo và sâu tơ. Sản phẩm này được rất nhiều bà con tin dùng nhờ độ an toàn và hiệu quả cao. Cách dùng Vallejo 200SC rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha loãng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì, thường là 10-15ml thuốc với 10 lít nước. Nhờ khuấy đều cho thuốc tận hết nhé. Khi phun thuốc, các bác nhỏ phun đều khắp cây, đặc biệt là mặt dưới lá, nơi sâu bệnh hay ẩn nấp. Nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh phun khi trời nắng gắt hay gió to. Để đảm bảo an toàn, khi sử dụng Vallejo 200SC, các bác nhỏ đeo khẩu trang, găng tay và mặc đồ bảo hộ để tránh tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Sau khi phun, nhớ rửa sạch bình xịt và tắm rửa cẩn thận. Vallejo 200SC không chỉ diệt trừ sâu bệnh hiệu quả, mà còn giúp cây trồng khỏe mạnh, chống chọi với những đợt sâu bệnh sau này, từ đó giúp tăng năng suất mùa vụ. Vậy là các bác đã nắm được cách sử dụng Vallejo 200SC rồi đấy. Hãy thử dùng và chia sẻ kết quả với tôi nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích về nông nghiệp. Các bác cũng có thể ghé thăm website dogplant.vn để tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm và kỹ thuật canh tác mới. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.